hiện. Điều tôn trọng người lớn đấy là kính lão đắc thọ. Đánh 83 mà nó ra 38 thì đấy là số mày mắc nhọ. Nhưng mà tôi không sao, tiền thì đã mất rồi không việc gì phải nhăn nhó. Nếu mà cảm thấy cuộc sống bế tắc hãy bốc cho mình một bát họ. Mày chỉ cần photo, cái chứng minh thư và sổ hộ khẩu, mang qua tiệm cầm đồ, không vấn đề gì về đồ chậu. Đọc cái địa chỉ nhà nó cho thằng em qua nhà mày check đã. Đưa cho mày tờ giấy, mày chỉ việc ký là có tiền mặt à. Nếu mà nó có hỏi thì mày cứ bảo là anh Bình giới thiệu. Bốc cái bát 20 mà mày được cầm về tận 16 triệu. Đường đường là một phần chơi, cái gì chứ tiền thì không được thiếu. Mày cứ chơi đồ hiệu thì kiểu gì chẳng có nhiều đứa yêu. Anh nói không? Bốc bát họ, bốc bát họ đi. Treo biển nhà bán xít và mắm tôm. Cái đít con mẹ thằng Quastia nó đã bay nắm cái sổ đỏ. Chờ đợi sau bao nhiêu năm World Cup mà chẳng lẽ bây giờ bỏ giá. Bỏ lê tới bán kết nhà không còn cái gì được cầm cố. Về nhà giặt vả ra cho tôi chết.